Rồi, chào tất cả mọi người luôn nha. Hôm nay mình tiếp tục đi săn cá lóc nữa bạn ơi. Mình ghé điểm cũ mình đánh trước đi. Rồi, không có thì mình di chuyển thôi. Rồi, mày xem mình câu nha. Quá phê. Nó táp sát bờ, giật mình luôn á. Mình cũng cỡ 6 đạn mấy các bạn. Đó không? Tiếp tục thôi bạn ơi. Cái thứ hai không? Sáng bạn ơi. Cái này cả lâu vậy. Đổ dây vô trong rồi. Nè, cái dũng này cá nhiều rồi chứ. Sóc má đào luôn. Hết sảy. Giữa nè.
Bỏ đỡ ở đây đi. Chụp ra cái vỏ bỏ vô. Đi tìm bản mới bạn ơi, cá hết ăn à. Câu nãy giờ nửa tiếng đồng hồ không ăn. Giờ mình di chuyển kiếm cá khác nha. Thấy này đánh đây chút xíu không có, đi lên trên cầu Tích Cạn á, rồi tắt cạn gì đó, có cái đường đan nó quẹo vô á. Vô đó điểm nhiều lắm á. Ừ. Rồi biết, biết không? Em đỡ cũng gần đây rồi, đi ra cầu các bạn 5 phút gì. Rồi cắn rồi, cắn rồi, cắn rồi. Cá nhỏ. Xa quá. Không, nó cắn rồi, nó cắn rồi vô cỏ không à. Rồi nhả luôn rồi. Nhả rồi. Cá nhỏ xí. Không, cái trẻ mới dí theo rồi. Táp cái chân. Đó, táp hụt. Thấy táo không? Chiếc không? Kinh Tất Cạn câu ơi. Câu chút nữa về. Con bạn ơi. Kéo vô sát bờ táp. Nó là trọng à. Bốn lạng. Nãy nghe nó táp rồi, kéo sát vô mé nó táp. À, một con rồi.
cục 2. Đây che tầm mắt quá, không có thấy, không thấy rõ. Lúc này cao quá. Lên luôn bạn ơi. Nhỏ rồi. Trời ơi, sảy luôn rồi. Trời ơi. Ơi. Dư sảy rồi bạn ơi. Nhỏ hai lạng giật bay lên luôn. Không có được hai con rồi. Táp hai lần giật lên mới dính, giật lên tới đây sảy. Không biết đâu, con mới vô đây câu lần đầu tiên nè. Nãy con dính con bả nửa ký bả đó. Con. Dạ. Cá lóc, cá lóc. Hồi nãy có ông chủ đậm, chủ ra nói có cá nuôi cá chẽm. Nó nói ổng nói cá nuôi không đi. Nãy quăng có mấy đường dính cá lóc chà bá luôn á. Phước lại á, thúc bên Phước lại á, lại hả? Dạ, lại là ở ấp Lỹ á, dạ con vượt, dạ bể rồi, cá này nhát quá trời luôn. Đấy cậu, đã đời mới dính đựng con cũng sảy. Chưa, con chưa vô đó.
cắn rồi, cá nhỏ. Lên luôn rồi. Trời, sảy nữa rồi. Trời ơi.